quý vị, bổ sung vào sổ tay ẩm thực của chúng ta ngày hôm nay vẫn sẽ là một món ăn dễ làm và thơm ngon, đó là cơm nóng lương Nhật cùng với đầu bếp Thanh Tùng ạ. Xin chào quý khán giả của thành phố hôm nay. Đối với cơm món cơm nấm kiểu Nhật này, nhưng anh Tùng hôm nay chia sẻ với Hà Trinh cũng như quý vị khán giả một món ăn rất là đơn giản theo cách biến tấu nhẹ của người Việt mình. Thì ở đây anh Tùng có thể chia sẻ với quý vị khán giả cũng như với Hà Trinh là mình có là 150g gạo tẻ và 100g nếp. Ngoài ra thì thành phần không thể thiếu được cho cái món này đó là lương, wasabi, lá nori, cái cà rốt, dưa leo. Ngoài ra thì có thêm mè rang được ngâm muối. Cơm nấm lương Nhật là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Nhật Bản, song khi du nhập vào các nước lại có những cách biến tấu khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì cách làm vẫn giống với nguyên bản. Cơm được trộn với gia vị cho vừa ăn rồi nắm thành từng nắm nhỏ vừa miệng. Sau đó cho lương vào trong nắm lại. Khi ăn thì cầm từng nắm cơm và thưởng thức. Món ăn này được dùng trong các bữa cơm hàng ngày hoặc dùng đãi tiệc trong những ngày gia đình có khách tới chơi hoặc các ngày lễ trong năm. Anh Tùng cũng đã chuẩn bị một số cơm nấm rồi, nhưng mà hôm nay thì mình phải luộc trước cái củ cà rốt. Bây giờ thì chảo đã nóng, xào cho nó thơm. Rất là điệu nghệ. Đây là những miếng lương Nhật mà anh đã được rút xương, mình thả vào đây. Nhớ thả theo chiều này. Cái lớp bóng của phần da mình để lên trên. Đúng rồi. Lớp nhám mình để xuống dưới. Để khi nó rút lại nó không có cong vênh. Đây là nước tương mà người Nhật người ta gọi là shoyu, giấm gạo của mình. Bao nhiêu phần giấm thì bấy nhiêu phần đường đúng không ạ? Đúng rồi. Thì em có thể dặn thêm một chút xíu bột nêm thôi. Đó, em thấy lẹ không? Nhanh thật ý. Rồi, anh đã chuẩn bị sẵn cơm anh nấu hồi sáng rồi. Dạ. Một muỗng, một giá thế này, cũng như là hai muỗng ăn cơm mình á. Dạ. Giấm, mè rang. Vâng, mè rang vừa thôi đúng không anh? Đúng rồi. Em thấy nó vàng nhẹ thôi. Vàng nhẹ thôi, nó mới thơm được em. Bây giờ cái hạt cơm nó bóng bóng lên cái màu của giấm gạo và đường, trông rất là đẹp mắt anh ạ. Đồ Nhật thì nó hơi tỉ mẩn tí, nhưng mà cũng rất là dễ thương. Cho một ít cơm ra đây. Bây giờ, cơm thì đã xong rồi. Mình lương này khi mình đã làm với cái nước tương cho thấm vô gia vị đều đâu đó hết rồi, thì một là mình đem lên nướng trên than hồng. Phải nướng lại một lần đúng nữa. Rồi còn không thì mình có thể sử dụng bằng cách là chiên áp chảo. Cho vào món ăn để người ta cuốn nó, như cái tay mình nó cảm nhận được cái cuốn, còn không thì rất là khó. Rồi dán cho nó dính và nó chặt cơm lại. Rồi em cắt ra những cái tay khoanh này. Dạ. Vừa ăn. Mềm mại mà nó hợp với lại cái vị lương rất là thanh tao, ngọt nhẹ nè. Còn thêm cái vị rau củ mà mình trần sơ với nước sôi thì nó giòn giòn, thơm, mát. Nhưng mà nếu là Hà Trinh thì theo cái vị Việt Nam chính sách cho nó đậm đà thêm chút xíu nữa cho đúng nó rồi. Hợp với cơm. Buổi trưa của anh thì rất là đơn giản, cá kèo kho rau răm. Dạ, hấp dẫn quá. Ăn với bông cải luộc. Còn món canh thì đơn giản là cải bẹ xanh với cà rô đồng. Còn Hà Trinh thấy là buổi tối mình cũng ăn nhẹ nhẹ lại thôi. Hà Trinh thích ăn canh tần ô với cá thác lát vo viên nè. Sau đó chúng ta có thể ăn thêm, cũng là cá thu nha. Chúng ta có thể chiên hoặc là mắm gừng hoặc là có xoài cũng được. Và chúng ta có thể cho thêm một dĩa rau luộc để ăn kèm cho nó hấp dẫn.